tử vi về ngày 13 tháng 12 âm lịch Quý Dậu. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Trong chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 13 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Việt. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng quan ngày 13 tháng 12 âm lịch. Ngày 13 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 25 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim, tức là kim đầu kiếm. Sơ Dậu và Mão chính xung, quý âm thủy khắc đinh âm hỏa, kỷ âm thổ khắc quý âm thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 và Kỷ Mão sinh năm 1999. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 13 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong có cát tinh thiên lộc đồng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, do hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn trong công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có phúc tinh, tướng tinh giám chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì mới có tài lộc và sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày, quý Dậu gia chủ tuổi Dần có các thần kim dư chiếu mệnh là các tinh phú quý. Trong ngày, bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc và quý nhân tương trợ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão.
Mão âm mộc gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn trong ngày, tuổi Mão có hai cát tinh là Văn Xương và Phúc Tinh chiếu đến mệnh. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn khi Phúc Tinh giáng chiếu thì bản mệnh có thể xem xét, tiến hành các công việc quan trọng, nhưng bản mệnh đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão phù lệ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiều quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Đặc biệt, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ. Cho nên, về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm thủy là thất sát, kim quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, ngày hôm nay có ba cát tinh chiếu mệnh đến gia chủ tuổi Tỵ, đó là Tướng Tinh, Thiên Ất, Thái Cực. Đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hùng họa, chiêu quý nhân, nghề giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, tuổi Ngọ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó vẫn tuổi lưu chuyển. Đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thân. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra còn có hai cát tinh là Thái Cực, Quốc Ấn. Cả hai đều là những sao tốt đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ, tuổi Thân. Đặc biệt, bước sang năm mới, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thể tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan.
người tuổi Thân nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến, mong muốn trong công việc. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sử, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, nếu gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Xương Thổ gặp quý âm thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Nhưng trong ngày, bản mệnh lại có hung thần Kình Dương chiếu mệnh. Đây là sao chủ về tai họa, thương tật nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn cho ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về luận giải vận hạn ngày 13 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!